Bà chôn mã trắng đó. À, ý là bà vợ của ông á hả? Chôn cái mã ngoài kia đấy gì? À. Đó, Có mã khi nào trắng. ông nhớ bà mà ông ra mấy bà chưa? Hả? Nằm vào thấy hoài gì vậy? Nằm trên bao thấy bà luôn đó hả? Thấy bà vào bà nói sao? Thấy bà chung với bà đi bắt cá hay cắt lúa ấy này kia đó. À, thấy hai ông bà đi bắt cá với nhau. À. Rồi xong rồi về giật mình thức dậy rồi không À. nhớ nữa. À, có khi nào mà bà về bà kêu ông đi mấy bà Không. Hi, xin chào tất cả các anh chị của các bạn nha. Hôm nay mình đang lại có mặt tại ấp 5 xã Thanh Lộc, huyện Cái Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì lần trước mình có giới thiệu về với các bạn á về một ông cụ sống ở trong một căn lều ở ngoài cánh đồng đấy các bạn. Đây này. Đấy, ông sống có một mình ở trong một cái căn lều này thôi các bạn. Nhưng mà ông thì bị mù, người thì chi chít vết thương, cũng như mà bị mất một cánh chân đấy các bạn. Cho nên hôm nay mình mới có một số cô chú có gửi cho mình tấm lòng của mình đấy, tới của các cô chú tới với ông. Cho nên hôm nay mình mới ghé thăm để trao lại cho ông. Xin chào ông. Ông đang làm gì đây? Bị sốt đó không? Mai chung nhất đi là thương quá. Mai đi nhà thương hả? Sao mấy ngày nay mà sốt mà không đi? Sao mấy ngày hôm nay sốt mà ông không đi? Bữa nay mới bị hung nè. À, nay mới bị nặng hả? À. Nặng quá, mai chắc là nhà thương quá. Mai đi nhà thương đi, ông xem nếu mà ốm đau thì phải đưa đi nhà thương chứ ông ở nhà vậy nó Bởi vì không có ai nuôi mà. không ai nuôi hả? Giờ đi. Phải đi nhà thương chứ sao? Có nghĩa là đi nhà thương nhưng không có ai đi cùng để chăm đấy đúng không? Không, ở dưới ở ngoài có người ta nuôi người này người kia đó, mình Dạ. tới qua mua được, À. mua đồ ăn được. Giống như thế là có người họ tới ở bệnh viện nhờ người ta mua đồ ăn giùm đúng không? Đúng đúng rồi. Nhưng mà còn tiền đi đi bệnh viện không? Còn được vài trăm Còn là vài trăm mà. vài trăm Còn đi vài nhà thương. còn còn vài trăm sao đi nhà thương được? Đi Không, nhà thương thì đi xe nuôi xe chứ. À. Nó ấy mà. Dạ. Ý là đi đi giờ có ai chở đi không? Có xe đá. Xe đá. Để chứ ông. Đi chứ ông. À, ông đi xe ôm hả? Dạ. Dạ. Không nhờ được ai chở đi không? Để ai đâu. Nay Đây cơm nước gì chưa ông? Mới bò rồi, phải đi sữa uống đó. À, mới quấy lấy sữa bữa nay ông bỏ cái chân ra ngoài mất rồi. Cái này nó bằng cái gì nhỉ? Một nước xe đá hồi đó đó. À. Hồi Mỹ nha, chứ không À. phải giờ. Cái này con không biết nó là cái gì luôn. Thấy cái vẻ bền. Cứng dữ lắm. Dạ. Rồi Mỹ luôn. Đồ của Mỹ mà. Vâng. Mà có cái hư cái bàn ấy Ủa, chỗ rồi. này giống như mới làm đúng không? Hả? Cái này mới làm à? Đâu có, cũng làm lâu rồi chứ. Che đất Lần trước con xuống đâu có đâu ta? có chứ À, nó dột chỗ này hả? không có dột nhưng mà nó nóng quá. À, Nóng nóng quá. nóng Nóng nhưng mà che cái bao này nó cũng chẳng xi nhê gì. nóng cũng nóng luôn à. Dạ. Nay người ông lạnh hay sao mà quỳ cái khăn đấy? Hả? Người ông lạnh hả? Lạnh. Lạnh kiểu bị sốt gì? Bởi giờ nước sốt là giờ mà nước nóng mà. Sốt nó hành ấy. Ừ. Đi lâu chưa? Ừ. Đi lâu chưa? Đi đâu lâu? Không, Có không nghĩa dạy. Đi mấy lần rồi không? Không mấy rồi sao? từ hôm con về đến giờ là đi bệnh viện mấy lần rồi hả? Chưa. Ngồi rồi sao nó không bớt rồi mai đi tiếp nữa. À. Để vẫn không bớt. Sao nó không chịu chết chết cho hết mẹ nó không có chết nó cho ra mà nó cho uống vài viên thuốc cái rồi kìa. À, ra cho uống mấy viên thuốc hả? Ừ. Cái này ông nấu cơm nấu nước gì chưa? Tối có ăn uống gì không? Không có ăn không có nổi rồi mới phải đi bò phải đi sữa uống đó. À, mới khuấy ly sữa uống hả? Dạ. À, mai là đi viện. Hắt mưa mấy cái chỗ này nó hắt à không mà che bì này. À, chỗ đấy nó hắt hả? Dột. Nó dột hả? Dột. À. Tô này xong dở quá nó cũng nhiễu nữa. À, cái tô này nó cũng mỏng mà dạ. Mấy cả mình đóng đinh đóng đồ mà mình không có gọi là mình không bít mấy cái lỗ đó lại là tự nó sẽ bị nước nó theo nó đi xuống. Gió xé. Dạ. Bị trên mỏng qua gió xé. Dạ. Còn cái nền này là nền nền đất này. Đất. Không lấy bì cái này ông làm hay ai làm đây lấy bì để trời ơi thì làm vậy nó đặng đi nó không có bớt cát à cát chứ hả cát rồi lên đây không được dạ nó phải làm vậy chứ dạ ở ngoài đây là ông cái nước ngoài đây là ông tắm à hả
Nó có tôi nước lu nè, nước lu nè. Nước lu này tắm à không? Dạ tắm đó, tắm rửa ăn uống đó. Nước này là nước tắm giặt á hả? Ừ. Này nước này là mình kéo từ bên kia qua hả? Ừ, kéo bên qua. Tiền Giang xa xôi. Nhà chằng chằng cây này. Cái này là chống cho nó khỏi bị lây cái nhà. Ừ. Thôi dần động cho tôi xin bảy bộ cột coi lợp lại coi. Lợp lại hả? Cái này giờ liệu nó có đổ không? À. Che, che bao che bì. Nó cũng kinh nó rồi. Dạ. Yeah. Cũng không bao nhiêu lâu nó mà. Thế bữa này ông ăn uống có được không? Ăn thì cũng mới bớt ăn hai bữa gà ăn không được. Dạ, yeah. Hai bữa này là ăn không được. Dạ. Yeah. Không sao cái chân của mình ấy lúc nào mình cũng đeo cái dớ này là sao? Vì nó lỏng quá. Nó lỏng quá mình phải độn thêm. Phải độn thêm rồi, độn thêm mà nó cũng đau à. À ông độn sao cho con coi chứ không? Tháo hẳn nó được. Được. Ừ. À. Ừ. Giờ cái giống nó bị teo lại đúng không? Teo rồi. Ôi độn. Còn cái này mình độn cái gì đây? Giải. À đồn vải trong để cho nó khỏi cấn cái này đúng không? Dạ. Cấn cái xương nè. Vậy là giờ mình chỉ đi được cái đầu gối này thôi mà đúng không? Dạ, nhờ đầu gối chứ còn. Dạ. Có đầu gối nó to nó mình kê làm sao để cho nó khỏi lọt xuống dưới. Ừ. Quá rồi, mệt quá không ơi. Mệt quá. Dạ giờ nó hết nó chết mà nó không được mà nó không hết. Cứ quăng ơn rồi, khó chịu quá. Thì hàng ngày con cháu nó tối ông ngủ mà có bệnh tật nó có đứa nào nó biết không? Cho thằng đó hay. À. Cho thằng con nuôi đó nó hay. Có ai quan ngủ không? Mấy con không? Không có ngủ nhưng mà có cái là nó qua nó thăm chừng hoài. À. Nó qua đứng cửa kêu mà lên tiếng thì thôi. Không lên tiếng nó mới vô. À. Có nghĩa là tới cửa đây là gọi nếu mà lên tiếng là thôi. Ừ. Đúng không? Là còn, đang còn sống. Sống là còn sống. Còn nếu mà không lên tiếng là chắc có vấn đề ở trong này. Ừ. Nói chơi đây người ta cũng chết nhiều cái đó dữ lắm rồi. Dạ đúng rồi, giống như nằm mà không ai biết ấy. Dạ. Mất mà không ai biết. Dạ. Cái này nếu mà ông đi vào ông đi được xa không? Không, không ra không được. Chỉ lạc ra đằng trước thôi đúng không? Ừ. Hay là mình đeo cái này mình ra đằng trước ngồi cho nó thoải mái đi. Ờ thì đang rằng trước cho sáng giờ ông đeo đi cái này vô xong là mình ra đường trước mình ngồi cho nó sáng. Thì không có, tôi vậy đó. Cứ lóc cái giỏng hoài rồi đó. Yeah, yeah. Ra ngồi mà cái đó nó muốn hư nó rồi. Dạ. Bây giờ ông thử đi vào xong là mình đi ra ngoài đấy xong là mình ngồi ngoài đường trước cho nó mát. Yeah. Ngồi trong nhà nó hơi nóng. Dạ. Yeah. Rồi nắng quá thì phải ra đó ngồi chút. Dạ. Yeah. Giờ ông đi vô xong là ông chó mình ra đường trước ngồi đi. Cả vấn đề lắm. Dạ. Động dơ này phải thấy. Cuộc sống cơm nước là tự ông tự túc hết không? Không có, thằng kia nấu cho ăn. Nấu làm gà. Vâng. Đi cái này là cũng cả vấn đề ấy nhỉ? Bởi cả vấn đề lắm. Dạ. Để xem đi cầu rồi thì kia khó đi lắm. Bởi dạ. Vì mà nó hơi chứ nếu mà ấy quá là. Để xem ông đi như thế nào. Ừ. Ừ, quấn vô. Dạ. Quấn à, quấn dưới đó à? Ừ. Quấn chỗ ốm này nè. Dạ, quấn cái chỗ ốm. Cho nó phải cấn cái kia nó phải đau đúng không? Dạ, nó cấn cái xương nó đau. Nó bỏ vậy. Dạ. Để ế đá khó lòng lắm chú ơi, à. Khổ vậy đó. Ừ. Xong thì cứng mới được. À, xong rồi cột lên đầu gối. Ừ. Cột đầu gối. Ông là cũng phải chống gậy nữa đúng không? À. Mình ra đằng trước để mình ngồi cho một xíu cho nó mát. Đi làm khó đi quá chú ơi. Ông nấu ăn đây có ông sợ nó bị cháy nhà không? Không. Đâu có nấu nhiều cháy. À lâu lâu mới nấu thôi đúng không? Không. Ra đằng trước ngồi cho nó mát mẻ. Ghê. Dạ ông ngồi đi, ông cứ ngồi đằng trước này không? Cái sọc này còn ngồi được không? Được. Cũng muốn hư rồi. Làm đâu có
chắc gì đâu. Ông tự làm luôn hả? Ông có thể cho ai đâu làm em. Bây giờ người chữ rồi mới có làm chứ còn. Ừ. Tới nhà sập nó mới làm cái nhà đó chứ. À. Đó, ai đâu mà làm. Mưa này mà mưa mà nó hắt cái lên em nghĩ là trời mưa nó mà mưa lớn khi nào tốc luôn cái máy này. Ổ mối cái nó căng nó quất nó muốn sập rồi. Ồ. Sập rồi. Thằng tiêu. Mối nó ăn hả? Mối ăn. Mối nó đào luôn lên đây luôn này. Không giờ có chọt được đâu. Ta chọt nó đi được rồi. Chọt nó quá. Mối mà làm tổ trong nhà này. Ừ. Nó làm dưới đất thẳng xuống nước kìa. Nó làm dưới gầm giường luôn đấy cơ. Nó tha đất lên. Ừ. Vậy là giờ bây giờ tôi sợ nó sập bất tử nè, nó mấy gốc cột là rồi đó. Dạ. Mối ăn hết đó. Mấy cái cột này chắc phải làm cột xi măng mới được. Mấy dạ. Trong này nó cũng không có bão gió. Được, cũng có em ơi mà nó ít. Ít rồi, không có gió. Cái nhà này giờ sập rồi lần. Em nghĩ là cái nhà này giờ đâu 2-3 người mà xô cái là đổ. Trời ơi, tôi mình đu tôi lôi cũng sập nữa. Này phải chằng dây bốn góc này. Chằng dây. Đấy chằng nè. Chằng dây bốn góc này để cho nó phải lộ. Ừ. Còn giờ buông dây ra lên tụi mình tôi nghĩ luôn chứ đừng đó mà tới 2-3 người. Bởi đóng cái sau đó là có nhà sập rồi đó. Sập rồi đó mà là lần trước sập một cái giống vậy rồi. Rồi. Xong là làm lại. Mới làm lại là làm cũng cột cây, trước cũng cột cây. Dạ. Lá cũ tận dụng sau lưng ông đó. Dạ. Tận dụng gì được lá đó. Cái nào tốt mà tận dụng cho ông. Cái nào là tốt tận dụng lại còn cái nào không? Em thấy là lá cũ chứ đâu phải lá mới đâu. Dạ. Cô này bà con cho không cũng tin cũ không chứ đâu phải tin mới mà vậy. Dạ. Nóng quá à. Bỏ nước một phèn trái không thì đem nó lợp đó. Nóng quá đúng không? Ừ. Nóng chưa nổi. Cực kỳ nóng. Mà có cái là nhờ cái là tôi mở cái cửa đó. À. Có gió thoảng vô cũng đỡ. Lâu lâu có gió thôi. Ừ. Nhưng mà con ngồi trong xíu là con chưa uống nổi. Ừ. Tại chú không quen rồi cũng ấy nữa chứ tôi không biết sao rồi. Con thấy không? còn kinh khăn nữa này. Nhưng mà con vào ngồi lúc là con chịu cũng được á, nóng quá. Ừ, tôi nóng rồi còn chạy đâu. Dạ. Tôi cũng phải chịu á. Quanh quẩn lúc nào cũng ở nhà thôi đúng không? Ừ. Bó tay rồi. Mai ông tính đi bệnh viện hả? Dạ, tính đi ạ. À. Nghe từ nói là mà chú mai để tôi lên rồi tôi với ở nhà chứ thôi tôi mai thứ tư mai đi được rồi. À. Trời. Vậy là giờ trong người ông là bị làm sao không? Nóng sốt. Nóng sốt hả? Ừ. Với ăn uống không được rồi làm như nó ấy không à. Trời nó nóng bức rồi nó khó chịu quá. Ừ. Cứ rít trong người. Con người mà không có cơm rồi làm như là nó không có mạnh bạn gì chứ. Giống kìa nó mất nó sức sống ấy. Dạ. Ông là con mắt bên này là vẫn còn thấy đúng không? Thấy mờ mờ. Mờ mờ bởi vì ông thấy hai người không hả? Thấy hai người nhưng mà không biết là ai đúng không? Ừ. Vậy ông đâu biết rõ mặt con đâu đúng không? Đúng rồi. Chỉ nghe tiếng là biết thôi đúng không? Nghe tiếng chứ mà. Nghe tiếng là biết rồi chứ không ừ, không có biết. Bởi thằng này nó tới nơi tôi biết hay nó à, nó tôi ý, ông ơi. Ý là nghe tiếng. Những người thường thường là không thấy là thường hay thính lắm. Ừ. Mà dù phần đuôi con rồi con này mờ nữa là sao rồi. Dạ. Mà điều con cái giờ á cũng còn thấy đường bò được. À mò được. Bò lết được ăn đồ được. Dạ. Nếu mà ra bệnh viện là ông nằm ở ngoài đó hả? Dạ, mấy ngày? Nằm ngoài cũng tuần à. Tuần hả? Dạ. Nằm cũng từng lẽ à. Có khi nào mà ông đi mà ông bị té chưa? Té hả? Liền miên. Liền miên luôn hả? Liền té không có trình tật, té không té là ấy không? À. Không có nguy hiểm không, không có gãy xương gãy giò chứ. Nhưng mà ông đi đâu mà té? Ờ thì đi cũng bò vậy, đi tới lui đó. À đi tới đi lui. Có khi nào mà ông đi xuống ruộng luôn không? À. Không thấy được, bước cũng bước đại chứ. Bước đại. Có lần sụp luôn. Có lần sụp xuống cái mương này luôn đó hả? Ừ. Chứ mà... Để sụp lên có ai ra đó không? Không có, cũng bò lên. Cũng bò lên. Bò lên xong về thì tắm hả? Ừ. Tắm rửa sinh hoạt là ở cái lu đằng sau nhà đó. Dạ. Hết thì nó bơm nước rồi, có ống nè, nó bơm ra. Nhưng con thấy nó nước ở đấy giống kiểu nó cũng hiểm lắm rồi, tiếng hồ. Dạ. Cũng dơ lắm rồi. Nước rồi, sông không được đâu, nước sông hết trời rồi. Dạ.
cái này tôi là, là nguồn nước đấy thì lấy đâu lại được trong tỉnh nông ở trong này, trong này. Là sách qua ở bơm này bơm cưa đây là nhà nằm ngoài cánh đồng luôn này. Để mình đi ra sau mình xem vách nha các bạn, kẹp bằng lá dừa, dừa nước. Một mình cứ lò mò sống rồi các bạn. Tôi lại rắn rết không biết nó có mò vào trong nhà không. Ủa cái này cái gì đây ông? Bảy chuột bé tí đấy hả? Ừ. Thì cũng đang vậy chứ không cái thằng này nó gài á. Vậy là ông bị bệnh lâu chưa? Lâu rồi chứ. Lâu rồi á, nhưng mà sao đến hôm nay là vẫn chưa đi viện? Hiện tại là ông bệnh nóng á, đi mới được. Còn nếu mà em thì thôi nó ra chứ. Nó cho sức diện về. Dạ. Về nhà sống 5-3 bữa thì nó còn nó mệt thì đi nữa. Nhưng mà nếu ra đấy mà không có tiền thì làm sao không? Không có tiền thì ấy chứ sao giờ chịu thua. Thì phải nằm nhà chờ. Dạ. Đấy là rắn rết cái thứ này dễ mò vào nhà lắm. Có khi nào mà rắn nó mò vào nhà chưa? Cái gì? Rắn á. Rắn gì? Rắn rết cái thứ mà nó mò. Có luôn hả? Có. Bởi ngủ vừa phải chấn mụng đồ đàng hoàng. À. Chứ thôi nó bò vô. Có lần nào ông thấy nó mò vào nhà chưa? Có chứ, nó rớt hoài. Rớt cái gì trên mái nhà xuống hả? Ừ. Mà thì không lớn rồi mà lớn rồi. À, ý là nó mò theo cái vách này, nó mò lên đúng không? Ừ. Không có vách nhà. Này mấy cái gì đây? Vải cũ rồi ông ơi. Vải lấy, ông lấy vải về làm gì? Để đốt chứ làm gì. À. Thế mà ở mà rắn nó mò từ trên nó mò xuống nó rớt cái đục luôn hả? Ừ. Gần đó chứ phải đó nhưng mà trong đất. Vâng, đó má ba rồi vô chỗ mà đó. Bà chôn mã trắng đó. À, ý là bà vợ của ông á hả? Ừ. Là chôn cái mã ngoài kia đấy gì? Ừ, đó đó. À. Có khi nào ông nhớ bà mà ông ra mấy bà chưa? Nằm bao thấy hoài gì? Nằm trên bao thấy bà luôn đó hả? Ừ. Thấy bà vào và nói sao? Thấy bà, tôi bà đi bắt cá, cắt lúa, ấy này kia đó. À, thấy hai ông bà đi bắt cá với nhau. Ừ. À. Rồi xong rồi về, giật mình thức dậy rồi, không à. Nhớ nữa. À. Có khi nào mà bà về bà kêu ông đi mấy bà không? Không, không có kêu bà. Không có kêu ông bỏ đi cùng bà hả? Ừ. Gọi là nằm trên bao đúng không? Bao, cũng như mơ mà. À, dạ. Kiểu nhớ lắm thì mới mơ chứ không nhớ đâu mơ. Đúng rồi. À. Dù chứ tưởng quá mới mơ. Ừ. Vậy chắc là ngày xưa ông cũng yêu bà dữ lắm đúng không? Thì giờ phải rồi, không biết. Ông yêu bà lắm cho nên ông mới mơ, ông mới chứ bao thấy chứ. Chứ bình thường đâu. Bà chết cũng trên tay tôi mà. À, chết trên tay ông luôn hả? Ờ, vì bà đau á. À. Đau tim á. Đau tim. Ừ. Lúc mà ông đang bế trên tay hả? Bế người ta bị bà nằm giống nè, cái bà ngã ngang, cái tôi phải bò lên nằm trên vai tôi, cái bà ngay giờ à. Đi luôn. Bà mệt thở ào ào rồi đi. Vậy là lúc bà mất là năm bà bao nhiêu tuổi không? 48 tuổi. 48 tuổi thôi hả? Ừ. Là tính đến nay được bao nhiêu năm rồi? Lâu rồi mà. 40 năm chứ? Hả? 40 năm chứ? Không biết 48 mà nay là 76 rồi đó. 76 nếu mà còn sống là 76 hả? Ừ. Nó vậy cũng khoảng độ hai mấy ba chục năm. Ừ, cũng tuổi tôi đó. Dạ. Má tuổi tôi. Cùng tuổi mấy ông luôn. Ừ. Vậy là ngày mai là ông tính dự kính đó là ông đi viện hả? Dạ. Thế trong nhà còn tiền không ông? Còn 200 mấy đó. Còn 200 mấy hả? Ờ, đi xe à, chứ còn đi xuống dưới nhà thương. Từ đây xe đi. Từ đây xe ra đấy hết bao nhiêu tiền không? 50 ngàn một chuyến vậy đó. 50 ngàn chuyến là cả đi cả về là 100 ngàn đúng không? Ừ.
Đấy, vậy là nếu mà lão mà hết cái số tiền đấy lấy cái tiền đâu mà ăn đấy. Có tài. Thôi nói vậy thôi chứ hôm nay cũng có mấy cô chú có gửi con ít tiền mà xuống cho ông. Yeah. Biếu cho ông để xem ông có thuốc men gì không, nhưng mà hoặc là có đi khám chữa bệnh gì thì đi. Dạ. Yeah. Yeah. Cũng chúc cảm ơn nhiều nha. Dạ. Yeah, yeah. Tôi giờ phần nói đúng ra tôi giờ giảm yếu dữ lắm rồi. Dạ. Yeah. Có ba cô chú có gửi cho ông ít tiền là có cô có chị Tâm á, chị Tâm chỉ ở ngoài Hà Nội. Yeah. Chị Diệu Tâm ở ngoài Hà Nội chỉ gửi cho chú là 500.000. Yeah. Cộng với em Linh, một mạnh thường quân sống ở bên Úc đó chú. Yeah. Cho anh gửi cho chú là 2.500.000. Yeah. Dạ, cộng với chị Thủy gửi cho chú thêm 1.000.000 nữa, là tổng là 4.000.000. Yeah. Thì hôm nay con xuống con mang xuống cho chú, à cho ông. Yeah. Dạ. Vậy là cũng cảm ơn chú và mang cho tôi thì cũng nhiều. Nuôi thời sống của tôi rồi, tôi giờ tôi nhờ mấy ông nuôi chứ là tôi giờ tôi hết biết rồi. Yeah. Hết biết rồi trả ơn lại. Yeah. Cái này không cần ơn hay đâu ông ơi. Yeah. Nói chung là chủ yếu là để cho ông có thêm sức khỏe rồi sống thêm thời gian với con cháu thôi. Dạ. Yeah. Yeah. Để con gửi tiền cho ông. Yeah. Rồi mấy chú đi xe bốn bánh vô đường bển á. Dạ, con đang để xe ở ngoài ông ạ, tại trong này vào không được. Vào đường bển được. À, tại bây giờ do bọn con không biết đường á. Ờ, qua nó nằm cái có đường vô. À, bọn con không biết đường cho nên là bọn con mới thôi để xe ngoài kia nhờ anh ấy vào, anh chở ra, chở vào dùm. Dạ. Dạ. Nghe tiếng ếch kêu mà nghe đúng là náo lòng thật đấy chứ. Không biết ông ở đây ông có buồn không chứ, con mà con nghe tiếng ếch kêu này là con buồn lắm á. Nhá kêu. Tại nhá kêu. Tiếng dế nó kêu quá. Đấy, ếch nó kêu này. Ếch lúc rồi chưa? Tháng 4 rồi. Có mấy con gì nó kêu không? Con nhái à. Con nhái một tọt á. À, con nhái hả? Ừ. Nó kêu ông nghe, ông có thấy buồn không? Buồn gì cũng phải chịu. Có khi nào buồn mà khóc mình không? Có chứ, lắm lúc cũng rớt nước mắt rồi thôi. Rớt nước mắt rồi. Mình suy nghĩ. Tủi thân hả? Ờ, tôi suy nghĩ tại bản thân của mình vậy rồi. Thôi mình phải chịu chứ giờ nói gì phải mà xa cũng có đâu mà vui. Dạ, đây là con gửi tiền cho ông là có chị Tâm. Ừ. Chị Diệu Tâm, chị ở ngoài Hà Nội á, chị gửi cho ông 500. À, bà xa quá mà cũng cho được. Này là ở Hà Nội nha ông, đây chưa xa lắm đâu. Dạ. Hà Nội dạ. Dạ, chị ở ngoài Hà Nội á, chị gửi là cho ông 500. Rồi có một em Linh ở bên Úc á, sống bên Úc có gửi cho ông là 2.500.000. Dạ. Gửi ông nào. 1 2 3 4 5 là 2.500.000. Ừ. Cái đấy là của chị của em Linh bên Úc. Còn có một chị tên là Thủy, chị gửi cho 1.000.000 nữa. Yeah. 500. Ôi. 1.000.000. Thì ông đếm lại thử xem đủ là 4.000.000 không? Dạ. Yeah. Được rồi, đã thấy. Thì ông cứ đếm lại đi cho cho chắc. 1 2 3 4 5 6 7 8 4 triệu 8 tấm hả? Dạ. Con tưởng 58 là phải 60 chứ. Rồi ông lấy tiền mai đi khám chữa bệnh đi nha. Dạ. Nếu mà ốm đau bệnh tật thì nhờ con cháu chở ông đi. Dạ. Xem nói chung là chủ yếu cái sức khỏe của mình là chính không ạ? Dạ. Cứ mạnh khỏe thì sao cũng được. Bây giờ chú giờ chứ về chú khuyên làm sao mà cho tôi được mấy cái cột xi măng. À, ý là chú muốn là có mấy cái cột xi măng này để làm những cái nhà này cho nó hay cho, lại à? À, cho nó đủ tủ của tôi được rồi. Yeah. Cũng dài bao năm chứ. Chứ ông không sợ mấy cái cây này không đủ tuổi của ông hả? Không. Con cho, sợ. Cho đủ tuổi mới được rồi. À, đủ tuổi mới được hả? Yeah, thế ông theo như ông nghĩ thì khoảng bao mấy năm nữa? Chừng 5 năm nữa trở lại à? 5 năm nữa mà mấy cái cột này chắc hết năm nay là nó chết. Hết rồi. Em bảo là những cái chân này nó có mối này. Mối rồi đó, bây giờ nó mối hay vậy. Còn sợ là ví dụ như nó mục hết cái chân rồi bắt đầu là khi gió nó đổ đúng không? Dạ. Kỳ rồi, mối ăn riết rồi nó lật ngang cái đưa nó đụng cột như vậy nè. Cái gốc mối. Cái nó lật ngang luôn hả? Ừ, gốc mối rồi. Mà lúc mà cái nhà này đổ là ông đang trong nhà hay ngoài? Tôi ra rồi, tôi ở nhà, nó chết rồi. Mấy cái tiền ra, cái lại. À.
Vậy là khi mà ông ra ngoài cái này nó đổ được ngang luôn. Ừ. Kiểu mối nó ăn mọt hết cái chân luôn đúng không? Ừ. Tôi có nuôi con chó. Chó ở nhà sập cái rồi nó đi luôn. À, nó không gì tôi. Sập cái nó bỏ luôn. Nó không gì tới tôi. À. Tại sao nó lại bỏ đi trời? Biết đâu nè. Chứ cho ăn rồi tôi ngày bữa tụi nó đem cơm qua rồi tôi ăn chừa lại nó nửa chén. À. Có nghĩa là hàng ngày ông vẫn là để dành đồ ăn cho nó nhưng mà nó vẫn bỏ nó đi đúng không? Ờ, sập nhà nó mới đi. Còn là chứ thấy nằm đây. Nếu mà có con chó là nhìn ông giống lão hạc lắm. Ông biết chuyện lão hạc không? Ông biết chuyện lão hạc không? Không. Lão hạc có con nuôi con chó vui lắm. Và con thấy vui ông rồi thôi, chúc ông nhiều sức khỏe nha. Ừ. Rồi nếu mà có dịp nữa thì con lại xuống con thăm. Dạ. Đó, nếu mà để con về con xem thì nếu mà có ai mà hỗ trợ cho ông mấy cái cột bê tông để ông sửa cái nhà lại thì con xuống tiếp. Ờ, dạ. Vậy là chú cần nhất dùng cho tôi cái đó đi. Dạ, dạ, cho dạ. Tôi dừng sống 4-5 năm nữa rồi. 4-5 năm nữa à? Ừ, chứ không có nữa đâu. Không, con nghĩ ông chắc phải sống chục năm nữa. Không nói đâu. Ê, này 76 rồi. 76 rồi ráng 85 tuổi là được rồi. 82 không biết có ăn được nhỉ, nước không nữa nè. Từ 80 trở đi là ông có tiền trợ cấp đúng không? 82 bây giờ đấy. 82 tuổi hả? Ừ. Mà mới có 70 mấy mà. Con thấy ông 70 mấy mà con tưởng 80. Nếu mà tính đúng tuổi của ông là năm nay ông 78 rồi. Ừ. Nếu mà 82 là ông chỉ 4 năm nữa. Ừ. Dạ. Ừ. Thì tôi sinh năm 142 đó. Dạ dạ. Nói chung là ông cứ ráng đi. Rồi nếu mà có ai mà giúp thì con lại xuống tiếp. Dạ. Dạ. Thôi cũng... chúc chú khỏe mạnh khỏe dạ, đi dạ. Nói chung là con chỉ gọi là đi trao dùm thôi, còn chủ yếu là của các cô chú, các cô chú mà gửi cho ông á. Ừ. Ông cảm ơn các cô chú. Ừ, thì dạ. Thôi mà chú không biết đem lên rồi. Thôi vậy cũng chúc cho mấy ấy không, chúc cho mấy bà chú cứu trợ cho tôi thì bây giờ tôi cũng cảm ơn rồi mà hết mấy bà. Chứ dạ. Giờ tôi không biết tên tuổi nào hết. Dạ dạ. Thôi giờ chút vậy đó được rồi. Mình ăn mình khỏe lo làm việc. Dạ dạ. Ừ. À, thôi ông cũng nghỉ cho khỏe nha. Thôi ông dạ. Vào nhà nằm đi. Dạ. Dạ. Thôi, nếu mà có dịp nữa con lại xuống. Dạ. Cái cây của ông này này. Đi không có cây cũng không được. Dạ. Đi không có cây nó sụm. Dạ. Thôi giờ chào tôi mới vô giỏng à. Dạ dạ vâng ạ. Nghỉ đi tụi con xin phép nhá. Dạ. Dạ. Còn cái túi gì? Dạ cái túi của con. Dạ. Dạ thôi ông nghỉ khỏe nha. Dạ. Rồi con xin phép con đi về rồi có dịp nào đó con lại ghé nha. Dạ dạ. Dạ dạ. Thôi con chào ông. Dạ. Dạ. Chào chú. Các bạn thấy không, cái hoàn cảnh của ông là bệnh nhưng mà không có tiền để đi chữa bệnh. Căn nhà này thì hôm trước đã bị sập một lần rồi, gió nó đổ do những cái gốc cây này bị mối mọt nó ăn, rồi sau đó là gió là nó đổ ngang luôn. Đây là một ông cũng ở bơ vơ ngoài cánh đồng thôi. Các bạn thấy nguyên cái khu vực này thì đường xa xa thì cũng có một vài cái nhà, nhưng mà nằm trong cánh đồng này thì lúc mà ốm đau bệnh tật thì không biết là có ai biết hay không. Còn căn nhà thì bốn góc là có neo bốn cọng dây kẽm để cho nó gió nó phải đổ đó các bạn. Chứ này mà không neo kẽm là đảm bảo là ví dụ như khi mà gió lớn là nó đổ liền. Thì hôm nay mình cũng tới thăm ông cũng như gửi cái tấm lòng của một số các cô chú các anh chị tới ông. Thì bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc cái video ở đây. Mình xin chào hẹn gặp lại tất cả các anh chị các cô chú trong một cái clip sau nha. Và cảm ơn tất cả các cô chú Mạnh Thường Quân cũng như tất cả các bạn đã ủng hộ đồng hành cùng Tiến Sài Gòn. Chúc cả nhà có một buổi chiều thật nhiều sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.